Nhìn thấy không? Ui. Đây chính là kết quả một đêm mình trên nương thảo đây. Wow. Các bạn ơi, không biết có gì không? Mọi người bây giờ đang là 3 giờ sáng và mình đang đi soi. Thấy một con đây này, nhìn thấy không? Ui. Trượt luôn đó. Mình sẽ mò nha. Rồi mình vừa mò bắt được con.
mọi người. Và đây chính là kết quả một đêm mình trên nương thảo đây. Được mấy con ếch to đây, 1, 2, 3, 4 này. Mấy con bé này, 3 con bé. Đây là cá, cá mình thả lưới với cua được khá là nhiều mọi người. Của mình là như thế này là được nhiều rồi. Ôi chạy đâu. Và đây là được ba con chuột. Mình bẫy được 3 con chuột mè, dù 12 cái bẫy nhưng mà không bẫy được nhiều. Không dính bẫy. Được 3 con, còn đây là tất cả thành quả của mình một đêm đây. Giờ mình sẽ tiến hành thui lông chuột này, xong là mình mổ mấy con ếch với lại mấy con cá. Xong là sáng nay chắc mình sẽ ăn cá, ếch với lại chuột thì mình mang về nha mọi người. Tiếp tục mình sẽ bỏ mấy con cá vào trong nồi để mình luộc lên nha mọi người. Ủa, nhiều. Khá là nhiều đấy. Sợ bằng này chắc mình không ăn hết được. Cho mọi người xem là được nửa nồi luôn. Nhiều không? Quá nhiều luôn, một mình chắc mình không ăn hết được. Wow. Thank you.
con chú ăn, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 5 con cả, cả chứ con rồi. Ah.